Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bão Lộc, 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, ân trên ban Lộc, trúng số liên tiếp, đổi đời ngoạn mục, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Vâng, kính thưa quý vị, cổ nhân dạy rằng cuộc sống không thể hoàn hảo với những người, cũng chẳng ai có thể thập toàn thập mỹ. Những sự cưỡng cầu quá đà lại thường đem lại nhiều mất mát, thế giới rộng lớn, lòng người khó đoán. Vì vậy, không ngạc nhiên khi những người có tư duy tốt thường phải đối mặt với những kẻ tiểu nhân. Trên con đường đi đến thành công, bậc quân tử thường gặp phải những lời nói ác ý, sự ganh ghét và đố kỵ từ những người xung quanh. Trong số 12 con giáp, tuổi Tân Sửu 1961 là một ví dụ điển hình. Mặc dù có tài phú, nhưng cuộc đời của họ gặp nhiều khó khăn và chông gai. Họ thường bị ngăn cản, hãm hại và gặp nhiều thử thách. Nhưng theo lời tiên tri mới nhất, thì 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão này sẽ mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống và vận mệnh cho họ. Hãy like và theo dõi kênh và cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính ngay sau đây quý vị nhé! Theo tử vi 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Tân Sửu vận khí của con giáp này khó tránh một số thăng trầm, có phát triển nhưng đồng thời cũng sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn do hung tinh quấy nhiễu, nguyệt lệnh lâm quan đới tạo khí thế bừng bừng. Tuổi Tân Sửu có tham vọng và cả sự quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với mong muốn gặt hái càng nhiều thành tích càng tốt trước khi năm 2023 chính thức khép lại. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng và áp lực kèm theo là không hề nhỏ. Bạn chớ vội lo lắng vì kèm theo đó là nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Chủ động nắm bắt sẽ giúp cho bạn dễ dàng thành công hơn. Vận may tài chính không phải không có, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều biến động. Rất có thể trong thời gian này bạn chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù bạn có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Bởi 7 ngày cuối cùng của năm này bạn cần chú ý hơn đến việc tiêu dùng và quản lý tài chính, tránh lãng phí để tài vận của bạn trở nên suôn sẻ hơn. Trong chuyện gia đình, tuổi Sửu gần như không có gì phải lo lắng, các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó mà bạn có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sức khỏe của Sửu trong 7 ngày cuối cùng của năm nên được lưu tâm nhiều hơn. Trong những ngày cuối năm, cơ thể bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ cần được chăm sóc kịp thời. Đồng thời bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện, duy trì thói quen sinh hoạt tốt để cơ thể khỏe mạnh hơn. Khẩu quyết: áp lực gia tăng, tránh xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác. Quý nhân: Hợi, Tý, tiểu nhân: Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn: xám, nâu. Con số may mắn: 24, 64, 88, 9. Tiếp theo sau đây sẽ là phần giải đoán chi tiết từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Về sự nghiệp, xem tử vi 7 ngày cuối cùng của năm, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu được dự báo có thăng cũng có trầm, có phát triển cũng có khó khăn tồn tại. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị tinh thần, luôn linh hoạt trong mọi tình huống, thì việc gì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Trước hết là về những thuận lợi trong 7 ngày cuối cùng của năm, nhờ nguyệt lệnh lâm quan đới và sự phù trợ của các cát tinh như tả phù, hữu bật, đường công danh của Sửu có xu hướng đi lên, những tham vọng mạnh mẽ tạo ra khí thế bừng bừng, để con giáp này ra sức sáng tạo cống hiến nhiều hơn cho tập thể. Chính thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc tạo dựng cho bạn hình ảnh tốt đẹp và đáng tin cậy trong mắt mọi người. Do đó, những nỗ lực đóng góp của người tuổi Tân Sửu sẽ được đồng nghiệp và lãnh đạo ghi nhận. Nếu làm tốt sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội mở rộng kỹ năng, năng lực thông qua một số hoạt động đào tạo bồi dưỡng và các hoạt động nội bộ khác của doanh nghiệp. Qua đó có thể tích lũy vốn kinh nghiệm để phát triển bản thân của bạn trong tương lai. Với những người tuổi Tân Sửu đang ấp ủ dự định muốn khởi nghiệp hoặc chuyển đổi lĩnh vực thì đây cũng là giai đoạn rất thích hợp để hành động, nhưng cần đầu tư thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cẩn thận. Tuy nhiên,
Vì có quá nhiều việc muốn làm cùng lúc, tuổi Tân Sửu tự đặt ra quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với mong muốn gặt hái càng nhiều thành tích càng tốt trước khi năm 2023 chính thức khép lại. Điều này tạo ra động lực lớn lao, nhưng vô hình chung cũng gây ra áp lực không nhỏ cho con giáp này. Hung tinh Thiên Cẩu có thể sẽ làm xấu đi các mối quan hệ, tạo thị phi điều tính ảnh hưởng trực tiếp đến bản mệnh, nhất là khi bạn có xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác. Có thể bạn có ý tốt muốn thúc đẩy tiến độ chung, nhưng cách thể hiện không được lòng người đối diện, hoặc có thể chỉ vì mâu thuẫn lợi ích đơn giản, quan điểm trái ngược về một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng bạn khăng khăng với nhận định của bản thân, sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của người khác, từ đó gây ra hiềm khích không nhỏ. Do đó, trong quá trình làm việc, người tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý xử lý hài hòa các mối quan hệ, đặc biệt là cần giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp và lãnh đạo để theo kịp sự năng động và thay đổi của công ty. Hãy chú ý cải thiện kỹ năng giao tiếp và cộng tác của bạn để có thể nhận được phản hồi và đánh giá tốt hơn. Về tài lộc, bước sang 7 ngày cuối cùng của năm, nếu có thể giữ cho sự nghiệp phát triển ổn định, đây sẽ là một thời điểm tài vận khá sáng với người tuổi Sửu. Tuy nhiên, vận trình thăng trầm dự báo về những biến động mà bạn sẽ phải đối mặt, như là khi 7 ngày cuối cùng của năm này Sửu còn không có tài tinh chiếu mệnh, khoảng thời gian đầu có thể coi là thời điểm dễ thở nhất với Sửu, càng về cuối thì vận khí càng suy giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn là người biết làm ăn tính toán, lại chăm chỉ chịu khó, nên các khoản thu chính vẫn khá là đều đặn. Về các khoản thu ngoài thì bạn chủ yếu kiếm chắc nhờ các mối làm ăn nhỏ, chứ chưa tìm được cơ hội để tìm được những người bạn hàng và đối tác lớn. Rất có thể trong thời gian này bạn chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Mặc dù bạn có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý quản lý tài chính, lập kế hoạch đầu tư, phân bổ chi tiêu hợp lý để tránh thua lỗ và rủi ro. 7 ngày cuối cùng của năm này, tuổi Tân Sửu được khuyên không nên vội vàng đầu tư lớn bởi hung tinh Thiên Cẩu rình rập, có thể sẽ kéo theo họa tiểu nhân, có kẻ xấu chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh, càng không nên tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, có như vậy thì dễ vướng vào rắc rối không cần thiết, lời lãi không thấy đâu mà có khi phải đền bù thiệt hại. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì mà bạn đang làm bây giờ, làm tốt mọi thứ mà bạn sở hữu, hơn là việc gì cũng tham lam muốn nhúng tay vào. Bên cạnh đó, sẽ khó tránh những thời điểm gây ra những sai sót trong sự nghiệp, và cách giải quyết những vấn đề này là quan trọng nhất. Nếu tuổi Tân Sửu biết mình đã ra quyết định sai lầm nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận của bạn. Về sức khỏe, ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe của Sửu trong 7 ngày cuối cùng của năm này. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn. Trong những ngày đầu 7 ngày cuối cùng của năm, cơ thể bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ cần được chăm sóc kịp thời. Ngoài ra, tâm trạng thất thường cũng sẽ ảnh hưởng tới thể trạng, nên tích cực điều chỉnh tâm lý và suy nghĩ tích cực hơn. Đồng thời, trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng cần nuôi dưỡng và phát triển những thói quen sinh hoạt tốt, đó là thói quen ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ít thức khuya, ăn ít đồ ăn vặt và nghiêm khắc với chế độ rèn luyện phù hợp với bản thân. Tử vi tình cảm, gia đạo. Về phương diện gia đình, rất may là mọi việc không có nhiều xáo trộn, nên tuổi Tân Sửu gần như không có gì phải lo lắng, các mối quan hệ êm đềm. Nhờ đó mà bạn có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân, mối quan hệ của các gia đình hòa hợp, không có nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, đôi khi bạn tốn quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, nên dành ít sự chú ý cho người thân. Nếu tiếp diễn tình trạng này, tình cảm gia đình sẽ dần trở nên xa cách, xuất hiện không ít nguy cơ. Để tình yêu được bền vững, không có cách nào ngoài phải luôn quan tâm và bao dung lẫn nhau. Tiếp theo chương trình là tử vi chi tiết từng ngày trong vận trình 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi để đưa ra dự định sớm nhất cho bản thân. Vận trình ngày 24 tháng Chạp. Bước sang ngày mới, người tuổi Tân Sửu khó mà có những giây phút thảnh thơi, khi gần như trong suốt cả ngày này, bản mệnh sẽ thường phải căng thẳng đầu óc để xử lý những rắc rối khó khăn do hung vận quá lớn gây ra. Cục diện tương xung án ngữ là nguyên nhân chính, khiến cho công việc của Sửu đối mặt với nhiều mối trở lực, các mối quan hệ xã giao trở nên bất ổn, điều tiếng thị phi bùa vây, khiến cho uy tín của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên nóng lòng chứng minh bất cứ điều gì, kẻo càng mua dây buộc mình. Hãy cứ bình tĩnh và làm việc đúng bổn phận, chất lượng công việc sẽ chứng minh tất cả. Công việc không như ý, kéo theo tài chính cũng có phần eo hẹp, bản mệnh Tân Sửu vẫn chưa thể đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc. Cuộc sống rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc nếu bạn không tiết kiệm hơn. Đầu tư kinh doanh có thể vấp phải chiêu trò chơi xấu của đối thủ hay tiểu nhân, khiến cho bạn sẽ gặp nhiều khó khăn không mong muốn.
nâng cao thu nhập cho mình có dấu hiệu nghi ngờ hoài nghi trong tình cảm gia đình. Nếu các thành viên trong gia đình đều cố chấp không chịu nhường bộ, cứ chuyện bé xé ra to, thì đôi bên xung đột còn nghiêm trọng hơn, tình cảm cũng khó mà hàn gắn. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu không được tốt cho lắm, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến cho bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Ngày này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí cho bệnh viện. Khẩu quyết: việc kiếm tiền trở nên khó khăn, lại có nguy cơ mất tiền mất của. Quý nhân: Tý, Tỵ. Tiểu nhân: Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, đỏ. Con số may mắn: 43, 67, 78. Vận trình ngày 25 tháng Chạp. Xem tử vi có nguyệt lệnh mộ cho thấy đây là thời gian để bạn có cơ hội gây ấn tượng với cấp trên hay đồng nghiệp, đặc biệt là những đối tượng bạn muốn gây ấn tượng tốt như là người thân, bạn bè hoặc vợ chồng. Tuy nhiên trong công việc thì bạn nên đẩy nhanh tốc độ hơn. Có thể vì quá cẩn thận nên bạn đang làm chậm lại tiến trình của mọi việc. Tốt hơn hết bạn nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả. Thực thần xuất hiện trong ngày này cho thấy bạn có được nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội thu hút vận may về phía mình. Không những thế mà bạn cũng dành khá nhiều thời gian cho việc kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và nhờ thế mà cải thiện mối quan hệ với họ. Tam hợp ghé thăm, thời gian này cho thấy chuyện gia đình của bạn sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với những ngày trước. Bạn có quyền hy vọng về những tin tốt lành sẽ đến với mình trong ngày này. Nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động của bản mệnh trong ngày này. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Khẩu quyết: cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn, tránh tự tạo áp lực. Quý nhân: Tý, Sửu. Tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 53, 89. Vận trình ngày 26 tháng Chạp. Bước sang ngày mới, người tuổi Tân Sửu phải chịu những tác động bất lợi khá rõ trong vận trình của mình do cục diện phá thái tuế gây ra. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng, bạn sẽ không thể trở tay kịp. Công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng. Hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng khó được vận hành nguyên nguyễn vì đủ loại nguyên do, khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Tài lộc trong ngày không tốt cho lắm, bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến cho bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện, dù vậy cũng trở nên vội vàng làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, sẽ gặp vấn đề về giấy tờ và pháp lý. Bù lại ngày này có sao thái âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường ra sự có phần hanh thông, thuận lợi hơn. Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại cho lắm, nhưng tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực, có thể khiến cho bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, cũng như giải tỏa tâm lý. Khẩu quyết: chịu nhiều áp lực do khó khăn dồn đến, ít có cơ hội để khẳng định bản thân. Quý nhân: Tỵ, Dậu. Tiểu nhân: Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, cà phê. Con số may mắn: 43, 76. Vận trình ngày 27 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Sửu có nguyệt lệnh dưỡng cho thấy con giáp tuổi Tân Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong ngày mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác, có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước, khi các thành viên trong gia đình đã cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này, cả hai đã hạn chế những hiểu lầm và tranh cãi. Thiên cầu hung tinh cho bạn biết rằng có nguy cơ vướng vào thị phi chỉ vì những câu chuyện không đầu không cuối với bạn bè, đồng nghiệp. Do đó bạn cần phải có ranh giới trong những cuộc đối thoại trước khi mọi thứ đi quá xa. Khẩu quyết: đừng đánh giá người khác quá chủ quan. Quý nhân: Thân, Hợi. Tiểu nhân: Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn: trắng, tím. Con số may mắn: 23, 78. Vận trình ngày 28 tháng Chạp. Ngày mới đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Sửu,
bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến cho bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, ngày này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm gia đình trong ngày gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh mộ ở Sửu. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm gia đình, đôi khi hành xử quá khô khan, cục cằn, khiến cho chuyện tình cảm gặp trở ngại. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Khẩu quyết được quý nhân xuất hiện chỉ điểm kịp thời. Quý nhân: Hợi, Tý, tiểu nhân: Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn: xám, nâu. Con số may mắn: 53, 78. Vận trình ngày 29 tháng Chạp. Ngày mới thực sự là thách thức không nhỏ với tuổi Tân Sửu, khi bạn phải đối mặt với nhiều xui xẻo và rắc rối không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Đây là ngày con giáp này đụng độ cục diện tương xung nên công việc lúc thăng lúc trầm. Dù bản mệnh đã rất cố gắng vất vả ngược xuôi, nhưng thành quả thu về không đáng kể. Cũng vì chuyện này mà bạn sinh tâm lý chán trường. Lúc này nếu không được giúp đỡ để vực dậy tinh thần, sẽ rất dễ bỏ cuộc nửa chừng. Tiểu nhân vận trong ngày cũng khá vượng. Đối phương không ngừng bày tỏ khó dễ khiến cho bạn tốn càng nhiều công sức để đối phó. Việc mình chưa xong, đã lại lo chống đỡ những kẻ lòng dạ xấu xa, chỉ nhăm nhe cướp công đoạt sức, ăn chặn thành quả của bạn. Bản thân tuổi Tân Sửu đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng dường như bạn càng nhường lối, thì kẻ tiểu nhân kia càng được đà lấn tới. Có lẽ bản mệnh cần tìm cách đối phó hiệu quả hơn thôi. Đại hao hung tinh nối tiếp thêm xui xẻo trong ngày này của những chú trâu. Khi mà khoản tiền bạn khó khăn làm lụng tiết kiệm mới có được, lại bị kẻ xấu lừa gạt khiến cho tiền mất tật mang. Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, việc làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu giảm sút, tình cảm gia đình vợ chồng có nhiều vết rạn nứt. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Sửu không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên trong ngày nguyệt lệnh lâm cung mộ, ý chỉ vận khí đang có sự suy yếu dần. Vì thế mà bản mệnh cũng không nên chủ quan, coi thường việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình. Khẩu quyết: đề phòng tiểu nhân luôn nhăm nhe gây đủ trò khó dễ. Quý nhân: Hợi, Tý, tiểu nhân: Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn: xám, nâu. Con số may mắn: 53, 67. Vận trình ngày 30 tháng Chạp. Tử vi ngày mới tuổi Tân Sửu chỉ ra rằng con giáp tuổi này tập trung chăm chỉ, họ có thể đạt được những kết quả đáng mong đợi, vượt xa cả những kỳ vọng ban đầu của mọi người. Vì thế ngày này nên để cho đam mê tham vọng của mình dẫn lối. Mộ nhập mệnh nên con giáp tuổi Tân Sửu được tự tin thể hiện cá tính của mình và không sợ bị người khác chỉ trích hay nói xấu. Thời gian này bản mệnh chỉ muốn tập trung cho công việc và không muốn lãng phí thời gian với những câu chuyện tầm phào không đầu, không cuối. Nhờ thế mà bạn tránh được thị phi và kết quả công việc cũng được cải thiện đáng kể. Tử vi cát tinh trợ lực, sự nghiệp đang tăng tiến, tài lộc cũng dồi dào, hỗ trợ rất nhiều cho những ai đang làm chủ. Trong khi đó, người làm công ăn lương không có nhu cầu mua sắm tiêu dùng quá nhiều, nên đang dần tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Ngũ hành tương sinh bảo vệ được tình cảm của bản mệnh, tránh xa những nhiễu nhương bên ngoài. Thực tế là thời gian này bạn không có nhiều thời gian để tập trung cho chuyện gia đình, thế nhưng người ấy thấu hiểu và trợ giúp cho bạn rất nhiều. Khẩu quyết: cẩn thận trong việc đi lại, không nên chủ quan, tránh phóng nhanh vượt ẩu. Quý nhân: Tị, Mão, tiểu nhân: Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn: đen, vàng. Con số may mắn: 53, 80. Quý vị Tân Sửu thân mến, ngoài xem tử vi mệnh số để dự đoán tương lai và hậu vận, bạn có thường để ý đến vị trí đặt các đồ vật trong nhà mình chưa? Nó có vai trò rất quan trọng. Sau đây là danh sách những đồ vật trong nhà không nên di chuyển, bạn cần biết để tránh ra những điều kiêng kỵ khiến cho vận khí xấu đến trước cửa nhà. Cùng tìm hiểu nhé! 1. Không di chuyển giường ngủ. Theo phong thủy, thường xuyên di chuyển giường ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của con người. Con người dành 1/3 thời gian để nằm trên giường. Có thể nói chiếc giường là vật có mối quan hệ thân thiết nhất với con người trong tất cả những đồ đạc trong nhà. Do đó, nó có ảnh hưởng vô cùng lớn đến vận số của con người. Nếu bạn di chuyển giường liên tục,
linh khí của giường sẽ ở trạng thái lung lay và không ổn định. Khi đó vận may của bạn sẽ tự nhiên thay đổi. Một giây trước khi chuyển giường thì rạng rỡ, nhưng giây sau có thể buồn. Tuy nhiên nếu lỡ đặt giường ngủ ở vị trí không tốt, thì bạn có thể nhờ những thầy phong thủy uy tín chỉ chỗ phù hợp để di chuyển giường ngủ tránh được xui xẻo. Chuyển giường cũng ảnh hưởng nhiều đến vận may của bạn trong quan hệ tình cảm và hôn nhân. Nếu đã là vợ chồng thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên. Còn nếu bạn độc thân bạn rất dễ bị người mình yêu bỏ quên. 2. Không di chuyển bếp. Trong những đồ vật ở trong nhà thì không nên di chuyển, không thể thiếu bếp. Thường xuyên thay đổi di chuyển bếp sẽ ảnh hưởng đến sự giàu có và may mắn. Bếp là kho tài lộc của gia đình. Bếp nấu là nơi chế biến thức ăn, không chỉ liên quan đến sức khỏe ăn uống của gia đình mà còn ảnh hưởng đến tài lộc của mọi người. Vì vậy việc đặt bếp nấu rất quan trọng. Nếu bạn thường xuyên thay đổi bếp sẽ dễ phá hỏng phong thủy nhà bếp, mang đến bệnh tật, tai nạn cho gia đình, đồng thời ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Vì vậy vị trí đặt bếp nấu nên được xác định ngay từ đầu. Khi trang trí nhà cửa, hãy chọn hướng đặt bếp phù hợp với tuổi của gia chủ, sau đó để yên cố gắng không thay đổi nó một cách tùy tiện. 3. Không di chuyển tượng các vị thần Phật. Không có gì sai khi cất giữ các bức tượng của các vị thần Phật ở trong nhà, nhưng một khi đã để tượng ở đâu thì nên để nguyên ở đó, không được di chuyển nó. Bên cạnh đó bạn cũng không được tùy tiện chạm vào, ngay cả khi lau chùi cũng cần dùng bàn chải, chải nhẹ nhàng để làm sạch, tuyệt đối là không dùng chổi lông gà, lông vịt để lau tượng. Nếu bạn tiếp tục di chuyển tượng đi lung tung thì rất nguy hiểm. Thứ nhất là nó sẽ bị nhiễm uế khí. Thứ hai là nó sẽ làm tổn hại đến vận khí của chính bạn. Nếu để tượng trong xe ô tô thì nên đặt ở vị trí phía trước đầu xe để giúp cho gia đình luôn bình an. Tượng có thể quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Tuyệt đối không được đặt tượng Phật ở cuối xe. Khi trời nắng thì phải chú ý che nắng cho tượng. Ngoài ra thì bạn nên tham khảo thêm lỗi phong thủy hao tài để tránh xui xẻo. 4. Không di chuyển bể cá. Nhiều gia đình có thói quen nuôi cá cảnh tại nhà, nhưng khi nuôi cá thì bạn phải nhớ không được di chuyển lung tung bể cá để tránh được xui xẻo. Vị trí đặt bể cá nên được tìm hiểu từ đầu, không được đặt linh tinh để sau này tránh việc di chuyển. Trong thủy thì nước là của cải. Đặt một bể cá ở trong nhà mà hợp tuổi với gia chủ thì có thể thúc đẩy sự giàu có. Nếu không biết về phong thủy thì tốt nhất nên nhờ thầy phong thủy tính toán giúp xem mệnh của mình có dùng được bể cá được không, đặt ở hướng nào thì may mắn. Nhưng nếu như bạn cứ luôn thay đổi vị trí của nó, đồng nghĩa với việc bạn đang cản trở nó mang lại sự giàu có vào nhà của mình. Hơn thế nữa, trong bể cá có nhiều hơi nước, độ ẩm tương đối nặng. Nếu chuyển đến nơi không thích hợp như phòng ngủ, sẽ làm giảm năng lượng dương ở trong phòng ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Bên cạnh đó, có 7 mẹo hay treo ảnh gia đình trong phòng khách hợp phong thủy, tránh vận xui cho gia chủ, hãy cùng tìm hiểu và nắm rõ nhé. 1. Không sử dụng khung ảnh tròn. Dương khí theo phong thủy phòng khách phạm phải mạnh, tốt nhất nên chọn khung ảnh gia đình hình vuông để đặt, vì khung ảnh vuông có thể tăng dương khí cho căn phòng và tránh được tà khí xui xẻo. Nếu sử dụng khung ảnh hình tròn, sẽ gặp điểm kém may mắn, sự may mắn của gia chủ lận đận, tiền bạc có nguy cơ thất thoát. Sử dụng khung ảnh vuông sẽ hóa giải được những điều trên. Nếu muốn hóa giải tà khí thì bạn cần thay khung ảnh chân dung gia đình bằng khung ảnh vuông hoặc chữ nhật để tăng dương khí xua đuổi vận xui ra khỏi nhà. 2. Tránh đặt ở vị trí không phù hợp. Khung ảnh gia đình nếu treo trên tường thì nên đặt vuông vắn thẳng thắn thì sẽ thu hút may mắn sẽ tràn vào. Nếu đặt siêu vẹo thì trong phòng khách sẽ tụ tà khí của nhà vào, người trong nhà cãi vã liên miên. Nếu cần đóng đinh trên tường thì tốt nhất nên tránh để phụ nữ trong nhà đóng đinh cho khung ảnh để tránh tà khí đến với phụ nữ đó và đứa trẻ trong bụng. Theo lưu ý, khi treo ảnh gia đình trong phòng khách, khi treo ảnh thì nên chọn người có tính cách mạnh mẽ hoặc nam giới trong nhà để tăng thêm dương khí cho gia đình. 3. Đừng treo ảnh đối diện hương. Hương phản xạ rất nhiều tà khí mang lại năng lượng tiêu cực. Nếu đặt ảnh chân dung gia đình đối diện với hương thì gương sẽ hút hết vận may của những người đó. Đồng thời khi tà khí phản lại thì sẽ mang đến năng lượng tiêu cực, hôn nhân trong gia đình dễ gặp trục trặc, nhất là những gia đình có vợ chồng son. Nếu đặt ảnh chân dung gia đình trong phòng khách thì nên đặt xung quanh trước gương, nếu đặt đối diện gương thì cần phải chuyển ảnh đi chỗ khác ngay. 4. Không đặt ảnh đối diện với cửa ra vào. Theo lưu ý, khi treo ảnh gia đình trong phòng khách, khi đặt ảnh gia đình thì tốt nhất nên tránh đặt ảnh hướng ra cổng hoặc hướng cửa vào. Nếu đặt đối diện với cổng hay cửa ra vào thì sẽ ảnh hưởng đến vận khí gia đình, sẽ rước tà khí từ bên ngoài vào. Nếu để lâu ngày sẽ dẫn đến bất hòa, cãi vã với hàng xóm. Trong sự nghiệp của gia chủ thì thường xuyên xảy ra tranh chấp, dính dáng tới pháp luật, sẽ ảnh hưởng tới vận may sự nghiệp và tài lộc sau này. 5. Không treo ảnh đối diện cửa nhà vệ sinh.
ngay cả khi không còn một vị trí đẹp nào tại phòng khách để treo ảnh gia đình, cũng tuyệt đối không treo đối diện cửa nhà vệ sinh, vì đây là vị trí cực kỳ xấu. Trong phong thủy nhà vệ sinh là nơi có nhiều uế khí do sự ẩm ướt, không sạch sẽ. Nếu treo ở vị trí đó sẽ khiến cho gia đình hay có lục đục, trẻ em ốm đau liên miên, ảnh hưởng đến tài khí của gia đình, thậm chí còn gây ra những ảnh hưởng xấu về mặt sức khỏe. Có những người lớn tuổi trong gia đình nếu cảm thấy hết chỗ để treo, thì nên treo ảnh trong phòng ngủ. 6. Không treo ảnh ở gần phòng ăn. Một bức chân dung gia đình tượng trưng cho sự hạnh phúc và hòa thuận. Thức ăn là thứ cần thiết để bổ sung năng lượng. Nếu mọi người dùng bữa trước những bức ảnh sẽ khó tránh khỏi sự thiếu tôn trọng. Phòng ăn cũng có tiêu chuẩn phong thủy của phòng ăn. Đặt một bức chân dung gia đình gần phòng ăn sẽ dễ phá hủy phong thủy tốt lành, khiến cho gia đình sa sút. Vì vậy, không nên treo chân dung gia đình cạnh phòng ăn. 7. Nên chọn bức ảnh có màu sắc tươi sáng. Khi chụp ảnh gia đình, thì các thành viên nên chọn những trang phục thoải mái, lịch sự, gương mặt mọi người khi chụp hiện lên sự vui tươi hạnh phúc. Như vậy sẽ vừa tốt cho phong thủy, cũng như căn phòng sẽ được đẹp, hiện đại và gia chủ sẽ được vui tươi, thoải mái hơn trong chính không gian sống của mình. Thần khí của người trong bức ảnh cũng có ảnh hưởng khá lớn đến thần khí của ngôi nhà. Tránh treo ảnh có màu sắc u tối, khuôn mặt dầu dĩ. Nếu chụp ảnh nghệ thuật thiên về cảm xúc, thì nên chọn những ảnh có cảm xúc ý nghĩa, ghi lại kỷ niệm đẹp. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.